Logistics được xác định là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Tại buổi tọa đàm giới thiệu triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam VILOG 2023 do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức, đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong những năm qua, ngành Logistics Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm, quy mô 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ. Số lượng các doanh nghiệp và chất lượng kinh doanh dịch vụ Logistics ngày càng tăng lên, đóng góp không nhỏ vào kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa. Báo cáo về chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2022, ngành Logistics Việt Nam xếp hạng thứ 11 trong nhóm 55 thị trường Logistics mới nổi toàn cầu. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam năm 2023 sẽ có hơn 250 gian hàng về sản phẩm, dịch vụ Logistics thuộc các ngành hàng, vận tải và giao nhận, hệ thống kho và xếp dỡ hàng hóa, hạ tầng kho bãi, đóng gói và công nghệ bảo quản lạnh, dịch vụ và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số Logistics. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức đồng thời với triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và bao bì đóng gói lần thứ 27, tạo thành chuỗi cung ứng liên kết, gia tăng hiệu quả thương mại, đa dạng hóa nguồn cung ứng, thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp nội và ngoại khối.